Mình được Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 21 tháng 8 năm 2022, và theo âm lịch hôm nay là ngày 24 tháng 7 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Bính Ngọ tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Cầu Trận, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành niên mệnh Thiên Hà Thủy, ngày Bính Ngọ tức can chi tương đồng thuộc Hỏa và ngày hôm nay là ngày Cát. Về nạp âm Thiên Hà Thủy, Kỷ Tuổi, Canh Tý, Mậu Tý, ngày thuộc hành Thủy khắc với hành Hỏa, đặc biệt là Tuổi, Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc hành Hỏa không sợ Thủy. Ngày Ngọ lục hợp với Mùi, tam hợp với Dần và Tuất thành Hỏa cục, xung với Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão và tuyệt Hợi. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Mậu Tý, Canh Tý, tuổi xung trong tháng, tuổi Canh Dần, Giáp Dần. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Sinh Khí, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ban nền, trồng cây. Sao Thiên Mã, tốt mọi việc, tốt cho việc xuất hành, giao dịch, mua bán, ký kết, cầu tài lộc. Sao Nguyệt Tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch. Sao Nguyệt Không, tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường. Sao Đại Hồng Sa, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Ngục, xấu mọi việc, sao Thiên Hỏa, xấu về lập nhà, sao Hoàng Sa, xấu đối với xuất hành, sao Phi Ma Sát, kỵ về giá thú, nhập trạch, sao Lọ Ban Sát, kỵ về khởi công, động thổ. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần, hướng Tây Nam, Tài Thần, hướng Chính Đông. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 21 tháng 8 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý Chủ nhật ngày 21 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày Chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này sẽ khiến cho bạn tuổi Tý đang có cảm giác bị kìm hãm, không thể phát triển theo ý của mình. Và ngày này với bạn tuổi Tý, bạn cần phải hạ bớt cái tôi của mình xuống, thu mình lại. Và điều này sẽ giúp cho bạn hạn chế được những rắc rối. Ngày hôm nay không thể khẳng định được bản thân mình thì còn có dịp khác, bạn đừng có cố chấp bạn tuổi Tý nhé. Trong ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý sẽ có một vài hạng mục cũng không thể nào thực hiện và hoàn thành đúng theo thời hạn. Hậu quả để lại dù là không quá lớn nhưng lại khó giải quyết, khiến cho bản mệnh phải đau đầu, mệt mỏi. Sự việc không chỉ là làm phiền bạn mà còn ảnh hưởng tới những đồng nghiệp cấp trên, làm cho bạn cũng khá mất điểm trong mắt lãnh đạo nữa. Xem tử vi cũng chỉ ra rằng trong vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy hỏa bất dung. Điều này còn khiến cho cái chuyện tình cảm gia đình của bạn đang có phần kém vui tươi, vợ chồng lạnh nhạt, không thông cảm cho nhau, không có sự thấu hiểu cần thiết, và lúc này chỉ một xung đột nhỏ cũng có thể khiến cho cả hai xảy ra sự tranh cãi nảy lửa, rạn nứt là khó có thể hàn gắn được. Vài câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày Chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim có cảm giác bị kìm hãm, không thể phát triển theo ý muốn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy cần phải hạ bớt cái tôi cá nhân của mình và thu mình hơn. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa nên tìm dịp khác để khẳng định bản thân. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ có một vài hạng mục khó có thể hoàn thành đúng thời hạn. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, tình cảm gia đình có phần kém tươi, vợ chồng lạnh nhạt.
Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 72, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Sửu, chủ nhật, ngày 21 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Sửu ngọ tương phá, và điều này làm cho bạn tuổi Sửu đang có điềm báo tiểu nhân ngấm ngầm hãm hại, gây ra cho bạn không ít trở ngại, khiến cho bạn cảm thấy bất an và hoang mang, tinh thần mệt mỏi. Và lúc này với bạn tuổi Sửu, bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ người khác, chớ nên đơn phương độc mã mà hành động nhé. Ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu, công việc của bạn có chút ảnh hưởng, bạn mệnh phải ra sức cố gắng làm việc chăm chỉ hơn, bạn cũng cần phải nhanh nhạy, khôn khéo hơn trong môi trường làm việc để không gặp phải sự thiệt thòi. Mọi chuyện đều có cách giải quyết mà bạn cũng cần phải luôn giữ vững về tâm lý trí được vững vàng bạn tuổi Sửu nhé. Bù lại, vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Điều này sẽ giúp cho bạn có được một ngày nhân duyên được tốt đẹp, vận trình tình cảm nhờ thế mà có được sự thăng hoa rực rỡ. Bạn mệnh gặp được ngày đào hoa nở rộ, có được cơ hội thoát kiếp độc thân nhanh chóng. Các cặp đôi tình cảm càng ngày càng thắm thiết hơn, có lẽ sẽ chẳng bao lâu nữa sẽ tính tới chuyện cưới hỏi nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim có điềm báo tiểu nhân ngấm ngầm hãm hại, gây ra không ít trở ngại. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy cảm thấy bất an, hoang mang, tinh thần mệt mỏi. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa nên tìm kiếm sự hỗ trợ, chớ nên đơn phương độc mã hành động. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ cần phải nhanh nhạy, khôn khéo hơn để không gặp thiệt thòi. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, nhân duyên hanh thông, tình cảm có được sự thăng hoa rực rỡ. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 84, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tý. Tử vi tuổi Dần, ngày 21 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Dần Ngọ Tuất trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn đang có được một ngày gặp rất nhiều điều kiện thuận lợi cả về công việc lẫn chuyện tình cảm. Trong ngày này với bạn tuổi Dần đang có được các thần che chở sẽ mang tới cho bạn có được nhân duyên trời ban, và đối với những bạn chưa có gấu thì hãy mau nhanh tay nhanh chân tận dụng lợi thế của mình để tìm ý trung nhân cho mình đi nữa nhé. Trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dần, tài lộc của bạn cũng vô cùng là khả quan, với bạn sẽ thu hồi được các khoản nợ, đầu tư có lãi, có người sẽ kiếm được tiền từ ngành nghề tay trái, với bạn cũng biết được cân bằng giữa công việc và gia đình, cho nên mọi chuyện có được sự thuận hòa, trôi chảy, về phương diện nào cũng rất cát lợi. Một số rắc rối nhỏ cũng xuất hiện nhưng không đáng nghiêm trọng, với bạn cũng sẽ xử lý được ổn thỏa cả. Thêm vào đó, vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dần lại đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng. Điều này cũng sẽ giúp cho bạn có được một ngày sức khỏe mạnh mẽ, thân thể phấn chấn. Nhờ vậy mà tinh thần của bạn luôn có được sự minh mẫn để đương đầu với mọi khó khăn, thử thách cũng như là tự tin để theo đuổi mục tiêu mà mình đã đề ra. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy gặp nhiều điều thuận lợi cả về công việc lẫn tình duyên. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa được các thần che chở mang lại nhân duyên trời ban. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ tài lộc trong ngày vô cùng là khả quan. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc sẽ thu hồi được các khoản nợ, đầu tư có lãi. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim có được một ngày mạnh mẽ, thân thể phấn chấn. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 26, số 75, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Hợi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão, chủ nhật, ngày 21 tháng 8 năm 2022.
Với bạn tuổi Mão bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này làm cho bạn đang có điểm báo trải qua một ngày xảy ra nhiều xáo trộn trong các mối quan hệ, tình cảm lứa đôi, tình bạn, mối quan hệ về hợp tác đều có thể xảy ra những xung đột, thậm chí là có người trở mặt, người quay lưng với bạn nữa. Thêm vào đó, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp ngày có kiếp tài tọa mệnh, điều này sẽ khiến cho bạn đang có điểm báo sẽ có họa mất tiền, làm ăn thua lỗ. Người có ý định về khai trương, đầu tư, kinh doanh, ký kết hợp đồng thì không nên tiến hành trong ngày hôm nay, vận trình không có lợi. Tất cả những bước về sau sẽ chỉ có mất mát. Người làm kinh doanh cố gắng kiểm soát về tài chính của mình thật tốt trong ngày hôm nay nhé. Trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp ngày có ngũ hành sinh xuất, điều này nhắc nhở bản mệnh phải dành thêm thời gian cho người thân và gia đình của mình, cùng chia sẻ tâm sự những chuyện mà mình gặp phải trong cuộc sống, đừng có chỉ lúc nào cũng chỉ mãi mê với công việc bận rộn kiếm tiền bạn tuổi Mão nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, các mối quan hệ xã hội đều gặp phải những xáo trộn. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa có thể sẽ bị trở mặt, quay lưng trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, điềm báo có họa mất tiền, hao của, làm ăn thua lỗ. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, người làm kinh doanh cố gắng kiểm soát về tài chính. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, nên dành thêm thời gian cho những người thân và gia đình của mình. Vậy đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 14, số 73, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn, chủ nhật, ngày 21 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có thiên tài nhập cục. Điều này sẽ giúp cho con đường tài lộc của bạn trong ngày hôm nay nhờ vậy mà được hanh thông, thuận lợi vô cùng. Bạn mệnh tuổi Thìn không có khó khăn gì trên con đường ở phía trước, cơ hội làm ăn được mở rộng, có những đối tác làm ăn rất nhiệt tình, rất hợp tình hợp ý, cho nên đôi bên cùng có lợi. Thời điểm này với bạn tuổi Thìn, thu nhập của bạn được tăng tín, đa phần đều nhờ vào các khoản thu từ nghề tay trái. Bạn mệnh chịu khó làm việc thêm ngoài giờ và đó có thể sẽ thu được không ít tiền bạc về trong tay. Với bạn không còn nhiều nỗi lo về vấn đề tài chính nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thìn cũng đang gặp được ngày có hỏa dưỡng cho thổ. Điều này sẽ giúp cho con đường tình duyên của bạn cũng đang có được sự khởi sắc rực rỡ, đào hoa khởi vượng, vợ chồng hòa thuận, gia đình hạnh phúc. Với bạn tuổi Thìn, đừng có để cho những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày ảnh hưởng tới tình cảm giữa hai người nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, con đường tài lộc được hanh thông, thuận lợi vô cùng. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, có cơ hội làm ăn được mở rộng, có những đối tác làm ăn hợp lý. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, thu nhập được tăng tín, đa phần là nhờ vào các khoản thu từ nghề tay trái. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, con đường tình duyên được khởi sắc rực rỡ. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, vợ chồng hòa thuận, gia đình hạnh phúc. Vài đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 28, số 94, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Tý, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ, chủ nhật, ngày 21 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh, điều này sẽ giúp cho bạn có được lợi thế là khéo léo trong các mối quan hệ xã giao, cho nên không cần phải tốn quá nhiều công sức, cũng có thể sẽ đạt được thứ mà mình mong muốn khi bên cạnh bạn luôn có người sẵn sàng đứng ra để giúp đỡ cho bạn. Đặc biệt là thông qua các mối quan hệ xã giao với bạn tuổi Tỵ còn có thể sẽ kiếm được một khoản tiền khá là lớn về trong tay nữa nhé. Trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ, phương diện sự nghiệp của bạn khá là bình ổn, khối lượng công việc cũng không ít, vẫn bận rộn, song không tới mức phải bận tối mắt tối mũi. Có lẽ với bạn tuổi Tỵ đã quen với nhịp độ làm việc nhanh, cho nên dù được giao nhiều nhiệm vụ cùng một lúc, vẫn tỉnh táo để xử lý, sắp xếp, có kế hoạch một cách hợp lý và hoàn thành đúng tiến độ.
Ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có hỏa khí vượng, điều này sẽ làm cho sức khỏe của bạn không được tốt cho lắm, có thể sẽ gây nóng trong, nhiệt phát ra từ bên trong. Với bạn tuổi Tỵ dễ mắc các bệnh như là gan hư, thận yếu, cần phải dưỡng sinh, dưỡng tâm, chú trọng ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý hơn. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa có lợi thế là khéo léo trong các mối quan hệ xã giao. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, bên cạnh bạn luôn có người sẵn sàng đứng ra giúp đỡ cho bạn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, thông qua các mối quan hệ còn khiến cho bạn kiếm được một khoản tiền khá lớn. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, bận rộn song không tới mức phải tối mắt tối mũi. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, cần phải dưỡng sinh, chú trọng về ăn uống và nghỉ ngơi đều đủ hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 33, số 70, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dậu, tuổi Thân. Từ vi tuổi Ngọ, chủ nhật ngày 21 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Ngọ Ngọ tự hình. Điều này sẽ khiến cho bạn tuổi Ngọ bị quẩn quanh trong những suy nghĩ tiêu cực, tinh thần bất ổn. Trong ngày hôm nay, đầu óc của bạn tuổi Ngọ có sự căng thẳng khiến cho bản mệnh không có chút hứng thú cũng như là không thể tập trung vào làm bất cứ việc gì được cả nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Ngọ cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh, điều này sẽ làm cho bạn có thể sẽ gặp họa ập tới bất cứ lúc nào. Vì thế với bạn tuổi Ngọ nên cố gắng giữ tinh thần bình tĩnh với niềm tin rằng dù gặp phải khó khăn đến mấy thì vẫn có cách để giải quyết, đừng có làm cho mọi chuyện trở nên rối tinh lên rồi bạn sẽ là người thiệt thân mà thôi. Lại thêm, vận trình ngày chủ nhật này, bạn tuổi Ngọ lại đang gặp ngày có hỏa khí vượng. Điều này cũng khiến cho hỏa khí của bạn bốc cao, tính khí nóng nảy, bất lợi cho những người có bệnh về máu huyết, bệnh về tim mạch. Và nếu như bạn không kiềm chế được bản thân và giữ tinh thần thư thái thì rất dễ bị ốm nặng, cơ thể suy nhược nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, dễ quẩn quanh trong những suy nghĩ tiêu cực. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, tinh thần bất ổn, đầu óc căng thẳng. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, không có hứng thú, không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, nên cố gắng giữ cho tinh thần được bình tĩnh để giải quyết mọi việc. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, hỏa khí bốc cao, tính khí nóng nảy. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 31, số 82, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dần, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Mùi, chủ nhật ngày 21 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân che chở, điều này sẽ giúp cho bạn trải qua một ngày vô cùng là thuận lợi. Bạn mạnh đi đâu, làm gì cũng có được quý nhân phù trợ, giúp sức, được giúp đỡ, đôi khi chỉ là những sự hỗ trợ nhỏ thôi, nhưng kịp thời cũng đủ để cho bạn cảm thấy dễ chịu và nhẹ bước trên con đường mà mình đã lựa chọn. Trong ngày này, bạn tuổi Mùi cũng đang gặp được ngày có chính tài nhập cục, điều này còn giúp cho bạn giữ được sự ổn định về tài chính. Với bạn tuổi Mùi có thể thoải mái làm những việc mà mình thích mà không cần phải quá lo lắng về tiền bạc hay là cân đo đong đếm trong cuộc sống hàng ngày nữa. Lại thêm, vận trình ngày chủ nhật này, bạn tuổi Mùi cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, điều này cũng sẽ giúp cho bạn không còn phải đau đầu về những vấn đề về tình cảm nữa. Vợ chồng có được sự hòa hợp, tình cảm gắn kết, chẳng gì có thể chia lìa hai bạn, bạn và người ấy. Và đối với những bạn đang còn độc thân, hãy mở lòng mình ra để đón nhận những cơ hội trong thời gian này nữa bạn tuổi Mùi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, đi đâu làm gì cũng có được quý nhân giúp sức. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, cảm thấy dễ chịu và nhẹ bước trên con đường mình đã lựa chọn. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, tài chính duy trì ở mức ổn định, thoải mái làm việc mình muốn. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, không còn phải đau đầu về những vấn đề tình cảm. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, người độc thân hãy mở lòng ra để đón nhận những cơ hội mới.
Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 26, số 95, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân, chủ nhật ngày 21 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thiên quan giáng họa, điều này sẽ làm cho bạn đang có điềm báo tiểu nhân quấy phá. Bạn tuổi Thân, bạn quá chủ quan cho nên dễ để lộ những sơ hở khiến cho bản thân mình bị hại lúc nào chẳng hay. Và để bảo vệ bản thân mình, với bạn tuổi Thân cần phải xem xét lại các mối quan hệ xã giao của mình, cũng cần phải làm việc thận trọng hơn nữa trong ngày hôm nay nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thân lại đang gặp ngày có họa khắc với kim, điều này sẽ làm cho bạn không đạt được những mong muốn của mình trong chuyện tình cảm. Và dường như với bạn tuổi Thân đang quá cứng nhắc cho nên có thể sẽ vì thế mà để lỡ mất cơ hội tìm thấy được tình yêu của đời mình, khiến cho người có ý định muốn gần lại không dám tiếp cận với bạn nữa. Ngày này, bạn tuổi Thân đối với những người đã có đôi có cặp thì bản mệnh cũng dễ có sự mâu thuẫn, tranh cãi với người ấy. Vợ chồng không thực sự có được sự thấu hiểu lẫn nhau, dễ gây ra hiểu lầm, nghi kỵ, dẫn đến những rạn nứt trong chuyện tình cảm, khiến cho mối quan hệ của bạn trở nên xa cách. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, tiểu nhân quấy phá, do quá chủ quan. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, dễ để lộ những sơ hở khiến cho bản thân mình bị hại lúc nào chẳng hay. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, cần phải xem xét lại các mối quan hệ xã giao của mình. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, không đạt được những mong muốn của mình trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, người đã có đôi có cặp sẽ mâu thuẫn, tranh cãi với nhau. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 31, số 57, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu ánh kim, quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, chủ nhật ngày 21 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính quan che chở, điều này sẽ giúp cho bạn có được những cơ hội thuận lợi để thể hiện được năng lực của bản thân mình trong công việc. Với bạn tuổi Dậu, tinh thần trách nhiệm và hăng hái lên cao, bản mệnh quyết không bỏ qua những cơ hội để có được sự thành công. Thời cơ không phải lúc nào cũng có sẵn, cho nên với bạn tuổi Dậu, hãy tập trung và làm mọi việc hết mình có thể nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp ngày có họa khắc với kim, điều này sẽ khiến cho vận trình tình cảm của bạn dường như lại đi vào ngõ cụt. Và với bạn tuổi Dậu, nếu không giảm bớt đi sự kiêu căng, ngạo mạn của mình, thì bản mệnh nếu như đang còn độc thân, khó có được cải thiện về tình trạng hiện tại. Còn đối với những người đã có đôi có cặp, thì cũng nên biết tiết chế những hành động của mình, cũng như là phát ngôn của mình để đề phòng làm tổn thương người đối diện. Xem tử vi cũng chỉ ra rằng, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dậu, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo, bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Cùng với đó, với bạn tuổi Dậu trong ngày này, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên chú ý ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Nam và tài thần hướng chính Đông. Đây là hai hướng sẽ giúp cho bạn hạn chế những rủi ro, tăng cường thêm sự may mắn thành công đến với mình. Về câu quyết cho bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy có được cơ hội thuận lợi để thể hiện năng lực của bản thân. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa có được tinh thần trách nhiệm cao, không bỏ lỡ thời cơ tốt. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, hãy tập trung và làm mọi việc hết mình khi có thời cơ. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, vận trình tình cảm dường như là đi vào ngõ cụt. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, nên giảm bớt sự kiêu ngạo, ngạo mạn để tình cảm được suôn sẻ. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 58, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ.
Tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất, chủ nhật ngày 21 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có thiên tài trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn trải qua một ngày vô cùng là may mắn trong chuyện tiền bạc. Trong ngày này với bạn tuổi Tuất, có thể sẽ nhận được những hợp đồng lớn, hứa hẹn sẽ mang lại doanh thu cao cho cả hai bên. Vì thế, công việc của bạn dù có vất vả hơn một chút nhưng cũng không sao, thành quả mà bạn vẫn nhận về chắc chắn sẽ khiến cho bạn rất tự hào nữa. Và trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọ Tuất trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn có được cơ hội thoát ế đối với những bạn đang còn độc thân. Và thông qua những cuộc trò chuyện, bạn và đối phương có được cơ hội hiểu rõ về nhau hơn. Còn đối với những cặp đôi đang có những mâu thuẫn thì nhân lúc này hai bạn nên hòa giải càng sớm càng tốt, đừng có để cho chiến tranh lạnh kéo dài quá lâu bạn tuổi Tuất nhé. Ngoài ra, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tuất, còn nhận được sự hậu thuẫn của ngũ hành tương sinh, với bạn đang có được vận quý nhân ngấm ngầm hỗ trợ, giúp cho bạn dẫn đường chỉ lối cho bạn có được những bước đi đúng đắn, giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp. Bạn mệnh tuổi Tuất nếu như biết tận dụng được cơ hội có 102 này thì với những cố gắng, nỗ lực của bạn trong suốt khoảng thời gian vừa qua sẽ không uổng phí chút nào. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa vô cùng may mắn trong chuyện tiền bạc, tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ có thể sẽ nhận được hợp đồng lớn, hứa hẹn sẽ mang lại doanh thu cao, tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc đối với những người đang còn độc thân có được cơ hội thoát ế trong ngày hôm nay, tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, những cặp đôi đang có những mâu thuẫn nên nhân lúc này để hóa giải, tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy có quý nhân ngấm ngầm hỗ trợ dẫn đường chỉ lối cho bạn có được những bước đi đúng đắn. Vậy đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 78, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Hợi, chủ nhật ngày 21 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày chủ nhật này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn trải qua một ngày nên tập trung và đẩy nhanh tiến độ công việc của mình. Biểu hiện xuất sắc của bạn trong ngày hôm nay sẽ giúp cho bạn trở thành người dẫn đầu hoặc là đạt được bậc thang mới trong sự nghiệp cá nhân của mình nữa. Ngày chủ nhật này với bạn tuổi Hợi, nếu như bạn tạo dựng được mối quan hệ tốt với bạn bè, đồng nghiệp để cho môi trường làm việc thêm phần hòa nhã hơn sẽ càng dễ dàng thu được kết quả cao hơn. Với bạn tuổi Hợi, bạn vốn là người làm việc nhiệt tình, biết dẫn dắt, cho nên lãnh đạo tương đối là yêu thích và nâng đỡ. Nhưng nếu như bạn có trách nhiệm hơn, không thể đầu voi đuôi chuột sẽ bị mất niềm tin đối với bạn tuổi Hợi nhé. Tuy nhiên, trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Điều này làm cho bạn đang có điềm báo, rất có thể sẽ phạm phải đào hoa dữ và có thể sẽ có kẻ thứ ba xuất hiện chen chân vào mối quan hệ tình cảm của hai người. Vì vậy, với bạn tuổi Hợi, hãy dành nhiều thời gian để quan tâm tới nửa kia của mình, không nên vì bận rộn với công việc mà bỏ bê gia đình nửa kia được nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa nên tập trung và đẩy nhanh tiến độ công việc, tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ đạt được bậc thang mới trong sự nghiệp cá nhân, tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc nên tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp, tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim thái độ làm việc được cấp trên yêu thích và nâng đỡ, tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy có đào hoa dữ có thể sẽ có kẻ thứ ba xuất hiện chen chân vào mối quan hệ của hai người. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 15, số 70, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Mão, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.